Những điều chưa biết về biến chủng Lambda, mối nguy hại mới của đại dịch COVID-19. Hơn 18 tháng sau đại dịch COVID-19, thế giới đã quen dần với những tin tức về các biến thể mới của virus. Và mới nhất, Lambda, một loại biến chủng được coi là mối nguy hại lớn của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu. Biến chủng Lambda, hay còn được gọi là C37, được phát hiện lần đầu tiên ở Peru vào hồi tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên, đến ngày 14 tháng 6 năm 2021, mới được WHO xếp vào danh mục biến thể cần chú ý. Được biết, hiện nay loại biến chủng này đã có mặt ít nhất tại 41 quốc gia và đang trực tiếp đe dọa đến hệ thống phòng chống dịch. Giữa tháng 6 vừa qua, WHO nhận định Lambda mang một số đột biến với các tác động kiểu hình đáng ngờ, dù được đánh giá không đáng ngại như Delta, nhưng nó có thể làm tăng khả năng lây nhiễm so với chủng gốc SARS-CoV-2 và kháng vaccine. Khi nào thế giới mới bước qua đại dịch còn chưa rõ, nhưng số các biến chủng mới thì cứ tăng lên không ngừng và đe dọa nhiều quốc gia. Bạn đã biết đến loại biến chủng mới đây chưa?